Drupa Việt Nam xin hân hạnh gửi tới quý thính giả tác phẩm Tự truyện Pháp ký, tác giả Đức Pháp Vương Nguyễn Drupa. Đức Pháp Vương Nguyễn Drupa là bậc sáng lập và đứng đầu truyền thừa Phật giáo Đại thừa Kim Cương thừa Drupa, có lịch sử khởi nguồn cách đây 1.000 năm từ Đức Naropa, bậc đại thành tựu giả giác ngộ chứ danh trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Ngài được người dân vùng Himalaya tôn kính rộng khắp, là hiện thân của Đức Phật Quan Âm và hiện lãnh đạo hệ thống hàng ngàn tự viện tại Ấn Độ, Nepal, Ladakh, Bhutan và nhiều trung tâm Phật Pháp trên toàn thế giới. Trải từ bi nguyện. Nguyện cầu tất cả chúng sinh thành tựu mọi tâm nguyện xuất thế và thế gian. Nguyện cầu hòa bình và hạnh phúc được ban trải khắp vũ trụ. Nguyện cầu mọi thiện hạnh đều được thành tựu viên mãn. Đức Pháp Vương Nguyễn Drupa. Lời giới thiệu. Tự truyện Pháp ký là câu chuyện cuộc đời của Đức Pháp Vương Nguyễn Drupa, được Ngài kể lại một cách ngẫu hứng từ 20 năm trước, trong một khóa nhập thất tại Sơn Động Maratika, thánh địa của Thượng Sư Liên Hoa Sinh. Đức Pháp Vương đã nhập thất trong 1.5 năm, theo khai thị của Bậc Căn Bản Thượng Sư, Đức Thunsik Rinpoche vô cùng tôn kính. Hồi ký cuộc đời của Bậc Hóa Thân chuyển thế, được ấn chứng là Bậc Lãnh Đạo truyền thừa Drupa, là những dòng tự sự vừa nghiêm khắc vừa tự trào. Những bài pháp đầy đạo vị về sự khiêm cung, trí tuệ, lòng từ bi, niềm tinh tấn, hỷ lạc và giác ngộ. Đó cũng là hành trình vượt qua khó khăn, chướng ngại trên con đường tu học để đảm đương sứ mệnh và thực hiện tâm nguyện lợi tha của Bậc Đại Bồ Tát đứng đầu một truyền thống Phật giáo vùng Himalaya. Trong tất cả công hạnh Bồ Tát có tứ nhiếp pháp gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đồng sự là tùy căn cơ, hoàn cảnh, tâm lý mà đồng hành, là phương tiện hiệu quả để lợi ích chúng sinh. Tiểu sử và công hạnh của các bậc thượng sư Phật giáo cho thấy, các ngài luôn hòa quang đồng trần để giúp mọi người tỉnh thức về bản chất luân hồi hay cuộc sống thế gian. Để lợi ích mọi người, trong cách tiếp cận tại tác phẩm này, Đức Pháp Vương đôi khi trình bày quan điểm dưới góc độ ảnh hiện, theo góc nhìn của người đọc, để đồng sự nhắc nhở không chỉ bản thân Ngài mà còn cảnh tỉnh mỗi người trong chúng ta. Vì thế, khi đọc tác phẩm, thay vì tìm hiểu về tính cách, sự kiện cuộc đời của một bậc thượng sư Phật giáo, hãy hồi quang phản chiếu những tư tưởng, góc nhìn của Ngài vào cuộc sống của mình. Chuẩn bị tư lương để giúp cuộc sống trở nên tràn đầy ý nghĩa, hạnh phúc, giác tỉnh và đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng tôi thành tâm mong nguyện cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn những phút giây an vui trong sự chiêm nghiệm nội tâm sâu lắng, tỉnh thức. Nguyện con đường bạn đi gặp nhiều thuận duyên, không có chướng ngại, bình an trong tâm và thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Tây Thiên Lập Xuân năm 2017, Drupa Việt Nam. Giới thiệu về tác giả. Được tôn kính là hóa thân chân thật của Đức Phật Quan Âm và Đại Thành Tựu Giả Naropa, Đức Pháp Vương Nguyễn Drupa là một danh nhân thế giới, một tác gia, nhà hành động vì môi trường và lãnh đạo phong trào bình đẳng giới. Từng đón nhận giải thưởng Liên Hiệp Quốc vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và giải thưởng Ấn Độ Anh Hùng Xanh cho những công hạnh và đóng góp vì sự phát triển bền vững. Đức Pháp Vương được tôn kính bởi thông điệp mạnh mẽ trước những vấn nạn nhân loại đang gặp phải trong thời hiện đại. Ngài là bậc lãnh tụ tâm linh của truyền thừa Phật giáo Đại Thừa, Kim Cương Thừa Drupa, khởi nguồn từ Đại Thành Tựu Giả Naropa cách đây 1.000 năm. Truyền thừa Drupa với tôn chỉ tôn trọng sự khác biệt và tích cực phụng sự chúng sinh, thu hút khoảng 27 triệu Phật tử tín tâm trên khắp thế giới,
Một số phong trào được phát động từ ý tưởng của Đức Pháp Vương Gyewang Drukpa bao gồm chiến dịch lập kỷ lục Guinness về số cây trồng trong một ngày, các chuyến hành hương thường niên Eco Padyatra để phổ biến thông điệp giáo dục về môi trường, phong trào đề cao nữ giới Chư Ni Cung Phu với các phóng sự được đưa tin bởi Time Magazine và BBC. Trại cứu trợ đầu tiên giải cứu chó mèo hoang đường phố được thành lập với quy mô lớn, các chương trình nước sạch xuyên quốc gia, những dự án cứu trợ y tế, ngôi trường Drup Padma Kharpo tại Ladakh được nhiều giải thưởng quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thân thiện với môi trường và giúp cộng đồng địa phương được tiếp cận với giáo dục hiện đại. Đức Pháp Vương Gyewang Drukpa cũng khởi xướng phong trào Litulup www.litulup.org nhằm khuyến khích cộng đồng đem trí tuệ và từ bi chuyển hóa thành những thiện hạnh đối trị các thách thức mà thế giới gặp phải trong thời hiện đại. Với tôn chỉ tôn trọng sự khác biệt tín ngưỡng, văn hóa và bình đẳng giới, tổ chức Litulup International là sự kết nối các tổ chức phi lợi nhuận Litulup trên toàn thế giới, cùng chia sẻ hệ thống giá trị, hợp tác đẩy mạnh các dự án xuyên quốc gia dọc vùng lãnh thổ Himalaya nhằm cải thiện chất lượng sống của 1,3 tỷ người dân nơi đây. Với tâm nguyện đóng góp vào sự phát triển Phật Pháp vì lợi ích người dân hữu tình Việt Nam, những năm qua, Đức Pháp Vương đã nhiều lần từ bi quang lâm, cử hành Đại Pháp Hội Quán Đỉnh Cộng Đồng, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh, anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đóng góp trí tuệ và hướng đạo trong việc xây dựng nền tảng văn hóa kim cương thừa, lợi ích người dân và đất nước Việt Nam. Nhiều kinh sách, tác phẩm của Ngài như Mật Pháp Nghi Quỹ Thực Hành Thường Nhật, Hành Trình Tâm Linh Siêu Việt, Ba Đô Bí Mật Nghệ Thuật Sinh Tử, Giác Ngộ Mỗi Ngày, Hạnh Phúc Tại Tâm, Sức Mạnh Tình Yêu Thương được biên dịch phát hành đã sách tấn và truyền cảm hứng đến đông đảo đại chúng. Chúng tôi xin gửi lời thành kính tri ân Đức Pháp Vương và nhà xuất bản quốc tế Drukpa đã cấp bản quyền cho phép chúng tôi giới thiệu các tác phẩm của Ngài tại Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn và tri ân dịch giả Nguyễn Thế Trang cùng các thành viên ban phiên dịch Drukpa Việt Nam đã ngày đêm tận tâm biên dịch tự truyện Pháp ký từ tiếng Anh sang tiếng Việt, kịp thời cúng dường lên Đức Pháp Vương nhân chuyến viếng thăm cầu nguyện quốc thái dân an tại Việt Nam của Ngài và tăng đoàn truyền thừa Drukpa đầu xuân Đinh Dậu 2017. Tất cả công đức tích lũy từ việc biên dịch phát hành ấn phẩm này xin hồi hướng cầu nguyện cho sự trường thọ của Đức Pháp Vương và Chư Thượng Sư Giác Ngộ. Nguyện cầu tất cả tâm nguyện và những công hạnh lợi ích chúng sinh của các ngài được nhanh chóng thành tựu viên mãn. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Drukpa Việt Nam. Tự truyện Pháp ký. Đức Pháp Vương Gyewang Drukpa, bản dịch tiếng Anh Lobsang Thagye. Cuốn sách này bao gồm những luận giải của Đức Pháp Vương Gyewang Drukpa theo lời thỉnh cầu của các đệ tử tại những thời gian và địa điểm khác nhau. Về bài kệ Tự truyện Pháp ký do Đức Pháp Vương trước tác, bài kệ kể về cuộc đời và các trải nghiệm thực hành tâm linh của Ngài. Nguyên tác bằng tiếng Tạng của các giáo pháp này do Jigme Tingjin Rangpo ghi chép, biên soạn và được Lobsang Thagye dịch sang tiếng Anh. Tác giả cuốn sách Đức Pháp Vương Gyewang Drukpa được kính ngưỡng rộng khắp tại vùng Himalaya là hóa thân chân thật của Đức Phật Quan Âm. Ngài là hóa thân của Đức Sampagyare Yeshe Doje, bậc sáng lập truyền thừa Drukpa và của đại thành tựu giả Ấn Độ thế kỷ 11, thánh giả Naropa. Trường dưỡng đời sống bao gồm cả trường dưỡng khía cạnh tâm linh và thế gian,
chúng ta cần tỉnh thức về các hoạt động trong đời sống thường nhật, từ việc ăn cơm, uống nước, cho đến mối quan hệ với những người khác, các loài vật và môi trường. Trường dưỡng đời sống của bản thân là việc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Lời nói đầu. Cuốn sách này là tuyển tập những luận giải về câu chuyện đời tôi. Theo lời thỉnh cầu của các đệ tử, tôi đã đồng ý cho phép họ xuất bản cuốn sách này. Hy vọng những chia sẻ ở đây sẽ có ý nghĩa và truyền cảm với các bạn. Gyeong Drukpa, trụ sứ Pema Welling, Tự viện Hemis, Ladakh, Ấn Độ.